Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón những thành viên rất quen thuộc trong ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Bảo Châu. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Đại Nghĩa. Xin được giới thiệu đạo diễn thời trang Trung Võ. Xin được giới thiệu chuyên gia hai tư linh chị Kim Tuyến. Đây là những thành viên trong ban giám khảo đưa ra những quyết định cuối cùng để chọn ra cô gái xứng đáng nhất. Công việc khó khăn luôn thuộc về ban giám khảo. Còn bây giờ chúng ta cùng hướng về màn hình gặp gỡ những chuẩn bị của cô gái đầu tiên, bạn Lê Như. Ý tưởng bài biên đạo của tôi là về một mối tình giữa nàng cáo và một chàng thợ săn ở trong rừng. Nói chung là sẽ đem tới các bạn một mối tình thật là lãng mạn nhưng mà nó có chút sôi động trong đó. Động tác mà khó nhất đối với Như đó là các động tác về hông, về eo, tại vì về cái cơ địa của mình thì nó không có lộ rõ các đường cong đó, cho nên là phải cố gắng tập luyện làm sao để mà tạo cái độ dẻo và làm sao để mà thể hiện được những cái đường cong mà quyến rũ. Thông điệp mà Như muốn truyền tải đến đó là nơi nào có tình yêu thì có thể cảm hóa được tất cả mọi thứ, làm cho mọi thứ được tốt đẹp hơn. Kính thưa quý khán giả, chúng ta vừa nhìn thấy những hình ảnh và lắng nghe những chia sẻ. Các bạn ấy mong muốn thể hiện điều gì qua bài nhảy này? Còn bây giờ họ thể hiện như thế nào? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Phần biểu diễn của bạn Lê Như. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cùng lắng nghe những chia sẻ, những nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo ạ. Một Lê Như vốn là dịu dàng đầm thắm như chúng ta vẫn thấy từ đầu chương trình đến bây giờ, ngày hôm nay đã trở thành một cái cô nàng cáo. Và tôi rất thích một cái biểu cảm trên gương mặt của bạn, đó là khi mới xuất hiện là một cô nàng cáo, nhưng mà sau đó khi mà gặp anh chàng này, tình yêu đến và bạn nở một nụ cười thật tươi, lúc đó cáo đã hóa thành người. Và đó là thông điệp mà bạn mang đến. Xin cảm ơn Lê Như cũng như xin cảm ơn người bạn nhảy của bạn rất nhiều. Còn bây giờ, ban giám khảo sẽ hội ý và chỉ đưa ra một điểm số trung bình cộng của 5 thành viên. Sau khi hội ý thì ban giám khảo đã đưa ra quyết định điểm số dành cho Lê Như. 9 điểm, đó là điểm số mà ban giám khảo chúng tôi quyết định dành tặng cho Lê Như. Xin chúc mừng Lê Như và cảm ơn bạn Châu Giang. Kính thưa quý khán giả, như vậy là chúng ta đã biết được
40% điểm số của bạn Lê Như từ thử thách cuối cùng, đó là 9 điểm.